Ở bảng D cũng giống như bảng C, chỉ có 3 thí sinh và một vận động viên đã bị chấn thương phút cuối, đó là Lữ Sĩ Long đã rút khỏi cuộc thi. Ở bảng nâu này, hạt giống số 1 của bảng là Thương Nhân Tính, người đã có 3 mùa tham gia battle và thành tích tốt nhất của anh là lọt vào vòng tứ kết. Liệu mùa này anh có vượt qua được thành tích của bản thân mình không? Tiếp theo đó chính là Đinh Văn Cường, người lần đầu tiên tham gia giải battle đến từ Nghệ An và Tư Trường, một thành viên quen thuộc của giải đấu, và được biết đây là mùa giải cuối cùng của anh, dù kết quả có ra sao. Đây là trận thi đấu chính thức đầu tiên của Văn Cường tại một giải đấu battle, nên có vẻ anh còn hơi bị ngợp trước một Thương Nhân Tính dày dạn kinh nghiệm. Và với cái chân trái ảo diệu của mình, Thương Nhân Tính ghi liền 4 bàn thắng, không cho Văn Cường một cơ hội nào trong trận đấu này. Ở trận đấu thứ hai, Phi Trường đã tạo ra một số khó khăn nhất định cho Nhân Tính với pha ghi bàn bằng cú nã Đại Bác cực mạnh, mở điểm cho riêng mình. Tưởng đâu Phi Trường có thể giữ được lợi thế của mình đến cuối trận đấu, nhưng bước ngoặt xảy ra khi cú ném bóng của anh quá nhẹ và để thân Nhân Tính bắt gọn. Và hồi mã thương với một cú ra chân cực mạnh, bóng đi ghim vào góc chết khung thành, không cho Phi Trường một cơ hội nào để cắn phá. Dù sao Phi Trường cũng đã nỗ lực kiếm được một điểm sau khi có pha bay người cản phá cú ném bóng cực hiểm này của Nhân Tính. Được một điểm có được cả trận này, Phi Trường chỉ cần hòa ở vòng cuối là có thể đi tiếp vào vòng trong. Và trận đấu cuối cùng quyết định ai sẽ là người đi tiếp giữa Văn Cường và Phi Trường diễn ra rất kịch tính. Nhưng có lẽ Phi Trường tỏ ra áp lực khi hai cú sút đầu tiên của anh bóng lại đi ra ngoài, ngay cả khi anh có được pha sút bồi cũng ra ngoài nốt. Văn Cường hầu như lột xác hoàn toàn sau trận đầu thua thảm hại trước Nhân Tính. Anh ghi bàn từ cú đặt lòng rất chính xác và chờ đợi sai lầm ném bóng của Phi Trường. Văn Cường tung ra cú sút quyết định giành tấm vé còn lại vào vòng trong. Những nỗ lực của Phi Trường là đáng ghi nhận, tuy nhiên anh chỉ có một bàn rút ngắn tỷ số và đành chấp nhận thua Trung Cường 1-2 và rời khỏi giải. Như vậy kết thúc bảng D, Nhân Tính 4 điểm xếp đầu bảng và Văn Cường 3 điểm xếp nhì bảng, đi tiếp vào vòng knockout. Hãy đón xem highlight của các trận đấu tại Crow Keeper Battle 6 tại TikTok Crow Keeper Sài Gòn.